cứ trèo lên trên nhà này ngủ nhà tràn như thế đấy. Nó có đẻ không? Không có. Ông nuôi nhiều gà không? Nó ăn luôn trên này hả ông? Ai đây bà con lại nuôi gà cả trên nhà này. Nhà tràn nên lụp sụp lắm rồi. Vâng. Sắp đổ rồi. Sụp gì, nhà này nhưng không biến còn khỏe chán. Thế là nó ăn luôn ở đây không? Ăn luôn ở đây ạ. Ăn ở đây. Cái tổ đó đâu? Tổ đây này. À, tổ phía kia. À, đẻ trứng kia. Thế được mấy bao nhiêu con đâu? Được bao nhiêu con đâu? Bây giờ nó không đẻ rồi. Nở rồi. Nở rồi. Ở đây thì gà có phải cho ăn không? Hay nó tự đến rừng ăn đây? Ừ. Có phải cho ăn không? Có phải nuôi không? Nuôi bằng gạo ngô không? Hay nó lên rừng nó ăn? Nhớ cạo ở đây này. Dạ? Cạo này bỏ ở đây nó ăn đây này. Vâng. Dưới này là trâu. Trâu có đi chăn không hay là cứ để ở nhà không? Trâu ở đấy. Trâu chăn dưới cầm. Ừ. Ui đây con trâu đây nhỉ? Ừ. Ui con trâu dưới này này. Châu trắng không? Châu trắng không? Không. Châu đen này. À. Dưới này trong muốn chăn mũi trâu à? Ừ. Cái này ông đổ giúp. Ta bị sụt là chưa sửa được. Chưa làm được. Vâng. Cái này cái bếp. Dạ. Trước là cái bếp. À, cái bếp à? Ừ. Hai cây này lấy đổ xuống nè. Vâng. Kia ông có cái máy sát là sát luôn ngô luôn gạo đấy à? Sát rồi là cháy rồi. Công tơ cháy rồi. Cháy rồi à? Ừ. Motor cháy rồi. Vâng. Thế bây giờ mình đun là đun bằng củi hay đun bằng ga đâu? Ừ. Bếp này là đun bằng củi bằng ga. Ở bây giờ lấu cơ bằng củi à? Mới thằng này ở đây thôi. À. Tôi ở nhà các con ở bên kia thôi. À, ông nhà nào? Nhà bên kia thôi. Ở bên sông thôi. Thằng này có gia đình rồi. Vâng. Nhưng mà vâng. Nhà không biết làm ăn như này. Vợ đi.